Kính thưa quý vị, Đức và Ý thảo luận vấn đề người di dân phi châu tính từ Bá Linh. Hôm nay, Đức đòi hỏi các nước như Eritrea và Somalia cộng tác ngăn chặn người di dân dùng thuyền đến Ý. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière đã nói trong lúc gặp Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano rằng để đối phó với nạn buôn lậu người đang gia tăng, cần phải có những nỗ lực phối hợp quốc tế, cộng tác của một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đặc biệt là sự cộng tác nội bộ các nước Liên Âu. Cách này 8 ngày, nhân viên cứu cấp của Ý đã tìm thấy 6 thi hài ở Địa Trung Hải. Hải quân Ý đã cứu gần 4.000 người di dân trong ngày Chủ nhật và đang tìm kiếm thi hài nạn nhân một chiếc thuyền bị chìm trong ngày 24 tháng 8. Còn số người di dân dùng thuyền đến Ý đang tạo áp lực rất lớn cho lực lượng biên phòng và hải quân Ý. Chính phủ Ý đã yêu cầu Liên Âu đảm trách công tác tuần phòng Địa Trung Hải và đe dọa ngưng việc đưa tàu ra bể để cứu người di dân nếu Liên Âu không nhận lãnh trách nhiệm. Tình trạng đói khổ ở Phi Châu làm cho người dân muốn đến châu Âu tìm cơ hội mới. Tình trạng bất ổn ở Syria, Libya và Ai Cập đã làm gia tăng làn sóng di dân trong các năm vừa qua.